Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phân tích điểm đánh chứng khoán phái sinh cho ngày mùng 18 tháng 12 và kịch bản cho phiên 19 tháng 12. Như vậy là thị trường tiếp tục giảm điểm và tái phân phối, đúng không? Tiếp tục lại xuất hiện một nhịp bán ở 5 phút cuối phiên, đúng không? Một nhịp xác nhận SOW ở cuối phiên. Ngày hôm nay là tiếp tục một ngày mà mình sọt xuống vùng 87 trước khi có một nhịp đánh long hồi, đúng không? Cuối phiên thì cũng đã cảnh báo anh em là gì? Nếu như giá quay trở lại 87 thì cái nhịp pullback hồi lên 89 chính là điểm mà đội long cần phải chốt lời hết, cần phải thoát ra và sẽ rơi xuống tiếp, đúng không? Lực bàn cuối phiên. Hôm nay là một ngày mà hầu như là view quá sát thị trường rồi, không còn gì để bàn nữa rồi. Sẽ cần phải hệ thống và nguyên tắc lại cho anh em, đúng không? Cái câu chuyện về cách đánh chen hoặc là những cái vùng giá chúng ta có thể tham minh. Thực ra trong những cái nhịp mà giá nó vận động như vậy, đúng không? Có long có short, ví dụ trong một tháng này, rõ ràng trong tháng này thì một nhịp long từ vùng 68 lên trên vùng 112x, đúng không? Sau đó thì short xuống, thì tất nhiên là trong cái quá trình mà giá chạy lên thì mình bắt được long ở đáy, short được ở những vùng này, nhưng mà đâu biết nó là đỉnh, đâu biết nó là đáy, đúng không? Thì trong quá trình nó vận động, nó vẫn có những điểm long, có những điểm short. Và câu chuyện là gì? Nếu như mình đánh được short ở vùng đỉnh, mình hold thì nói chuyện gì, đúng không? Nhưng mà chắc gì giá nó đã chạy xuống đây. Mà khi mà giá lên trên 98 hoặc là về đây nó có nhịp mà đảo chiều thì sao, đúng không? Thị trường này chúng ta sẽ không biết được trước bất cứ một vấn đề gì cả. Chúng ta chỉ được phép lên plan, lên kế hoạch giao dịch. Nó sẽ làm sao? Tham minh giờ đánh, đúng không? Và quan trọng nhất là gì? Quản trị vốn, vậy thôi. Đối với những nhịp mà anh em xác định bắt đây là đỉnh hoặc đây là đáy thì chúng ta hoàn toàn có thể là KSL 3 điểm và cược, đúng không? Nếu như đúng chúng ta ăn to, sai thì chúng ta thua 3 điểm. Thì đấy là những cách mà chúng ta có thể chơi chén hay không. Chứ còn để mà nói là tại sao em lại cứ cho điểm long hoặc là tại sao em lại cứ cho điểm short thì rõ ràng ở trong một xu hướng em vẫn đánh long ở đây và vẫn có cho short ở trên đỉnh, đúng không? Cho short ở vùng 19, 18 xuống. Rõ ràng tại sao lại bắt ở trên này lại cho short. Nhưng đơn giản là sao lại một xu hướng tăng là em cứ cho short ở trên đỉnh. Thì bây giờ mình vẫn là có những tín hiệu sớm và mình có câu chuyện là tôi chấp nhận SL 2 điểm 3 điểm và tôi view đây nó là đỉnh hoặc là đây nó có một nhịp điều chỉnh rất sâu, đúng không? Ngày hôm nay vậy chúng ta short và view short xuống vùng 87.x và chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta cược được cái vùng này, một là đảo chiều hay là có nhịp hồi, rõ ràng nó cũng hồi được hơn 8 điểm, đúng không? Không sao cả. Cái nhịp mà short cuối phiên anh em không short được vùng 89 xuống vùng 82, 7 điểm không sao. Hôm nay mình ăn từ short từ 96, 98 xuống vùng 87, đúng không? Long 87 lên vùng 94, 95. Thế là quá đủ rồi. Rồi quay trở lại với điểm đánh hôm nay. Thì rõ ràng buổi sáng, đúng không ạ? Tiếp tục là một nhịp mà nó giằng co ở cái vùng 97, 98. Thì sau đó thì nó mất rồi. Anh em có thể thấy là sau đó mất luôn. Thì con M5 nó tạo ra một cụm inside 3. Mọi người có thể thấy là tạo ra một cụm inside 3. Sau đó ra break xuống, đúng không? Giá thủng thằng này thì khi mà nó test lại cái cụm này thì đây chính là cái điểm mà chúng ta sọt xuống, xác nhận ở trong phiên sáng. Mất luôn cái vùng 9698, đúng không? Mọi người có thể thấy là cái vùng đó là được chữ đây. Trước đó nó có một vùng bay này. Thì hiện tại nó đóng vai trò cho mình là Flipzone. Thế thôi, chẳng có gì cao siêu cả. Có mỗi như vậy thôi. Chúng ta chờ một cái lính dẫn sóng ở đầu phiên, hồi vốn nhỏ, short, stop loss có thể để trên hẳn cái cây cả cây ban sáng, còn không thì anh em thích bóp SL bóp vào đấy, đúng không ạ? Chúng ta view về 87.x, đơn giản, chúng ta view về 87 đó, 87 chúng ta có một con OB ở đây đó, sau đó thì chúng ta long ở đây, thế thôi. Có mỗi hai cái lệnh này thì có nhiều đâu mà rõ ràng đều là lệnh ăn chứ đó. Anh em có thể thấy là long lên xong rồi có MPL, có QML đấy, long lên tiếp. Thì thực tế chúng ta phải quan sát là khi mà long lên đây thì mình trước đó, đúng không? Trước đó nó có một cụm giằng co này thì bản thân thằng này chính là thằng Flipzone, bản thân thằng này cũng là thằng OB cho short và bản thân thằng này cũng phải chốt lời lệnh long đi, đúng không ạ? Sau đó thì giá đã tạo ra một cụm inside 3 này. Sau đó thì có một cái nhịp mà có thể giữ được giá ở vùng 89, nhớ nhá. Giữ được giá vùng 89 anh em có thể long 89 không? Long được SL để dưới đây. Tuy nhiên ở cuối phiên có báo mọi người gì, mọi người lên chốt lời vị thế long ở đây ngắn đi. Tại vì sao? Lực bán mạnh cộng với nếu như câu chuyện mà cuối phiên lủng thằng này, đúng không? Chỉ cần về đây thôi, chỉ cần lủng cái thằng 89.6 đấy thôi. Về đây một cái đóng phát là anh em chốt lời đi, đúng không? Chốt lời hết, mọi người đừng long nữa và có thể là sò xuống tiếp. Tại vì lực bán mạnh và cuối phiên view là đạp cuối phiên. Có mỗi vậy thôi. Và cuối phiên nếu như mà ai quách tỉnh thì em view rồi đấy. Mất vùng này là bắt đầu là anh em sọt xuống tiếp. Thì em hoàn toàn có thể sọt để SL trên cây này. Tuy nhiên ở cuối phiên thì em không cho mọi người đánh, không cho mọi người tham gia thôi. Thì mọi người có thể thấy là gì, plan của mình cũng khá là chi tiết rồi, đúng không? Sọt tiếp 03, 04, sọt tiếp IMA 1015 và sọt tiếp 9698. Về vùng 87 đầu phiên mình đã view rồi. Mục tiêu sọt hôm nay về vùng 8587. Không cần biết là nó có thủng vùng này không, nhưng mà chúng ta sẽ sọt về vùng 87. Và ngay từ đầu bên sáng báo mọi người rồi, cái điểm 87 là cái điểm mình sẽ đánh long hồi và mình sọt về đấy. Đó thì cuối phiên lưu ý mọi người có thể là long nhồi vùng 8859, nhưng mà phải chốt lời vùng 9293 này, chốt tiếp này. Em đã hô chốt lời 70% là em view là gì? Nó có thể em nhìn thấy 14:12 là cái kịch bản nó đạp là sẽ cao hơn. 14:12 nó làm đây này, khi mà giá đang ở 9293 này, ai mà có long đây chốt lời đây. Tại vì kịch bản của mình là dòng tiền yếu, không có xác nhận. Khi làm mà vượt thằng này, vượt Flipzone là mình sẽ mới long lại không thôi. Cuối phiên này, nhìn cái lên này, đúng không? Tất nhiên là về vùng 87 nó có lực rút chân. Thì khi mà rút chân lên đây là mọi người phải thoát hết, chốt hết và có thể sọt xuống. Nhưng mà thực ra cuối phiên rồi thì mình nghỉ được rồi. Đó, cuối phiên thì có thể nghỉ được rồi. Mọi người có thể thấy gì? Phiên này tiếp tay tục bán mạnh này, nghỉ mai chơi. Đó, plan lên rất rõ ràng nhá. Plan lên rất rõ ràng mọi người. Trước đó đúng không? 14:21. Bây giờ mà giá nó bật, nó về 87, sau nó bật lên 989 là phải chạy luôn. Nếu như mà ai mà đánh long phải chạy luôn. Đơn giản là nó có rất rõ ràng rồi. Rồi quay trở lại với điểm đánh ngày hôm nay thì cũng rất đơn giản, đúng không? Không có gì cả. Có xác nhận cuối phiên là cho mình sọt tiếp nhá. Thì ngày mai vẫn ưu tiên canh hồi sọt thôi. Thực ra thì kể cả phiên ngày hôm nay vẫn là ưu tiên canh hồi sọt. Phiên ngày hôm trước cũng vậy, ưu tiên canh hồi sọt khi mà nó vứt vùng 12, 13 chấm bích. Và mọi người phải lưu ý cho em là gì? Chen mình là mình bắt sọt ở trên này, mình cược là nó sẽ về 87. Tuy nhiên ở trong phiên nó sẽ có những cái nhịp mà pullback hồi phục. Ví dụ ngày hôm trước làm có nhịp hồi từ 00, đúng không? 0002 thì nó cũng hồi lên vùng 08. Tại vì trong phiên mình hoàn toàn có thể đánh long tại những vùng này mà, đúng không? Tại vì khi mà về vùng 00 ngày hôm trước thì tại sao đi sọt? Thì có mỗi cái nhịp mà cuối phiên thì nó tiếp tục rơi, nó xác nhận cho mình cái nhịp sọt cuối phiên. Thì khi đó thì mình đánh scalp trong phiên thì mình hết vị thế thì phải sang trong ngày hôm sau mình mới sọt được, nhớ nhá. Hoặc là có những cái lệnh mà mình phải cần chờ đánh xác nhận như sau này. Có những phiên mình chờ xác nhận, ví dụ phiên này, đúng không? Mọi người thấy là gì? Giá đang ở đây rất khó mọi người có thể view sọt sập về đây. Tại vì đang là một cái chen long từ dưới lên, đúng không? Thì hoàn toàn có thể từ đây nó có spring và đi lên như thế này. Với câu chuyện là dòng tiền vào thì có khách hàng hỏi là thế bây giờ dòng tiền vào thì sao? Thì em đã nói rồi, nếu như dòng tiền vào và phải vượt được cái vùng này thì mình mới tham minh điểm long, đúng không? Thì có nghĩa là nó phải vượt thằng Flipzone, còn không thằng Flipzone vẫn là một cái điểm mà chúng ta sọt xuống. Thế vậy là ngày mai vẫn là cái điểm là gì? Sọt ở Flipzone 9597.x, không thể thoát được. Đấy là cái điểm sọt. Thứ hai nữa gì? Chính là cái vùng 87 hôm nay, đúng không? Đỡ được này, thủng qua này thì ngày mai cũng vậy, nó cũng là một cái điểm Flipzone chúng ta phải sọt xuống. Sọt đến khi nào nó đóng lên trên vượt được thằng này này, 89 thì chúng ta mới bắt đầu lại đánh một cái biên từ 95 đến 87, đúng không? Thì rõ ràng đây chính là những vùng chuyển đổi cung cầu. Có mỗi vậy thôi là mình chơi. Và vàng hôm nay view rất rõ ràng rồi. Chúng ta sẽ sọt về 87 trước khi mà đánh một nhịp hồi lên. Và cuối phiên mình không chơi sọt được thì không sao cả, chẳng vấn đề gì cả ha. Rồi quay trở lại với cơ sở. Bình thường, đối với em thì bình thường, không có gì cả. Mình vẫn view ở trong cái biên TR này. Nếu như bây giờ kịch bản sau đó hạn, đúng không? Nó đạp có ROS hồi phục rơi, hoặc là giữ được vùng này, hoặc là có spring ở đây, chẳng vấn đề gì cả. Mình không đánh VND, mình không đánh index, mình đánh cổ khỏe, đúng không? Mình vẫn có HAG, mình hold dài trung hạn, Mình chỉ mong nó chỉnh về những vùng này để mình gom hàng, nhưng không có, nó khỏe quá. Vẫn hâu là TIG khỏe quá, vẫn hâu này ITA hôm nay khỏe quá, hôm nay còn tí nó vượt, nhưng mà mình vẫn phải view là khi mà nó về đây mình mới được cover. Còn vị thế mua ở tầng vùng 55.x vẫn hâu bình thường, hôm nay chạy 35% vẫn hâu bình thường. Những cổ mà đã view đánh hâu hàng là mình đánh tỷ trọng lớn, còn những cổ mà mình view là manh nha ở trong pha D và sóng penny ở đầu sóng với cuối sóng chẳng hạn thì mình đánh lên đây thôi. Thì thực tế là những con này thì mình sẽ đánh tại những vùng này, mình sẽ gom 3941 sẽ nhiều. Stop loss với thủng vùng này đúng không? Gậy cấu trúc thì thôi, gậy cấu trúc mình sẽ tham gia lại khi mà thị trường nó xác nhận lại thì mình tham gia thôi. Nhưng mà rõ ràng cổ này mình sẽ đánh tỷ trọng nhỏ trước, khi nào lên pha D pha E thì mình mới chạy nước rút, thì lúc đó mình mới đánh tổng lực. Còn bình thường vẫn chúng ta vẫn đi đánh những cổ phiếu khỏe và nó đánh thanh thoát cái mẫu hình, dòng tiền vào rõ ràng như vậy là chúng ta hold vào tỷ trọng lớn, chiến lược rất rõ ràng nhá. Giai đoạn này không có sợ gì cả và chờ cái nhịp mà có thể là bullback hồi phục xong rơi tiếp, và cũng có thể là đảo chiều luôn. Không cần biết cái kịch bản nào, nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi một vài mã của bất động sản. Có thể chúng ta sẽ chờ một vài mã bất động sản, nhưng nhớ là phải gom tỷ trọng nhỏ. Ví dụ L14 đã có vị thế vùng 40 rồi thì hầu vùng 40 thôi, đúng không? Về vùng này thì anh em sẽ quan sát gom tỷ trọng nhỏ với những vị thế mà đã chốt lời nhá, đã chốt lời vùng giá 50 đấy, thì mình sẽ chia vốn nhỏ thôi, chứ không được đánh all in ở vùng giá này đâu nhá. Và mục tiêu có thể bật từ đây lên, cũng có thể là tạo một cái TR mới ở quanh cái vùng này. Nhìn chung là cái vùng giá từ 41.6 đến 42 và quanh vùng 43.x44 cũng có thể là chia vốn nhỏ nhỏ thôi, đánh tỷ trọng nhỏ thôi. Và mình vẫn hâu ở cái vùng giá 40 này nhá, vẫn hâu vùng giá này. Và có một vài cổ như DS cũng có thể tham khảo nhá. DS chúng ta thấy là cái vấn đề cạn cung có rồi, test lại OB. Thực ra thì cụm này cũng rằng co trước khi giá break mạnh thôi. OB đẹp của nó rơi vào vùng 69, 67, 69 thì chúng ta sẽ có thể là gom hàng ở quanh cái vùng này, gom tỷ trọng tương đối khoảng 50% hàng cũng được, stop loss thủng thằng này. Nhưng mà em view mọi người là gom dần được cái vùng giá 71, 73 là rồi, gom ít một đó. Thì có thể là quan sát DS, một vài con bất động sản như DG. Thực ra DG thì em không thể thực ra thấy rồi. Mình có thể mình chơi một điểm mua cao hơn một chút cũng không sao cả, nhưng mình sẽ lên cần chờ. Một là chúng ta sẽ chờ cái vùng giá này. Còn nếu như không có thì chúng ta bắt buộc phải đánh ở khi mà nó cân bằng và nó có von vào ở trên vùng này. Tuy nhiên là mình quan sát L14 với DS là cho những vị thế mà có thể mới. Còn IDC chúng ta hold tiếp thôi. Thực ra thì IDC cái vùng mua từ vùng 43x thì chúng ta hold thôi, không có gì cả. ITA mình cứ động cổ phiếu như HQC cứ báo mọi người đấy. Thực ra thì ITA và HQC thì cùng một gọi là một loại này. Penny bất động sản, cái tầm penny bất động sản thì đã hô ITA rồi thì không hô HQC. Nhưng HQC cũng báo ngày 30 tháng 10 30 tháng 11 là HQC đánh. Ai mới tính đánh cổ nào thì đánh, thì mình đã chọn ITA rồi thì mình tùy thôi, đúng không? Đó thì có một vài cổ chúng ta sẽ quan sát là khi mà nó chỉnh về thì chúng ta sẽ đánh gom, hoặc là những vài cổ mà cảm thấy yếu là chúng ta phải nhảy. Ví dụ G cảm thấy yếu 57 nhảy và mua lại vùng giá 55x 54x. Em nói là không bao giờ bị lỗ. Giả sử anh em mua ở đây, mua cái giá mà em bảo là vùng 57.6 đây, về mua ở đây, hàng về làm sao lỗ được. Và đây vẫn là cái vùng mà mình gom hàng. Tuy nhiên là mình sẽ quan sát von ở đây, đúng không? Mà thực tế là gì? Nó cũng có chốc giảm. Thế vậy là chúng ta sẽ cần chờ một vùng giá đi sideways ở trong vùng này trước khi mà có thể tái tích lũy đi lên hoặc là tái phân phối. Như vậy là đối với những cổ phiếu gì thì nó tạm thời nó không còn được đẹp nữa, và chúng ta hoàn toàn có thể cơ cấu. Khi mà giá nó xanh lên thì có thể cơ cấu, hoặc là những vùng giá như 54.8 đến 55.9 đến 56 này chính là những cái vùng mà chúng ta sẽ có thể chơi stop để thủng thằng này. Tuy nhiên là cổ phiếu này nó dao động có 1-2% như này thôi thì cũng chẳng đáng ngại, đúng không? Nó không có nhiều, không có nhiều quá. Chứ hoàn toàn có thể nếu như mà không muốn chôn vốn thì chúng ta sẽ đánh những cổ khác. Còn lại thì T cộng thì vẫn view như vậy thôi, không có gì đáng ngại đâu mọi người. HAR hôm nay đánh khá tốt, mấy dòng penny thì mọi người có thể là mua tỷ trọng nhỏ cà phê thôi. BKMX thì phải chờ chỉnh xuống nữa, đúng không? L14 re tối ưu như vậy. Chúng ta tiếp tục hold thôi, những cổ khỏe như Nam Tuy Liêm thì chúng ta sẽ canh, BAF vẫn hold, ITA, HG, TG hold. Những cổ thực ra thì mình vẫn view câu chuyện là gì, nó sẽ đánh thủng thằng này thôi, view nó sẽ đánh thủng và mình sẽ chờ cái TR này thôi. Kịch bản thì vẫn vậy, vẫn là biên 108x đến 113x nhá, và mình sẽ chờ xem cái nhịp sắp tới sau đáo hạn như thế nào. Thực ra thì giai đoạn này là giai đoạn mà mình vẫn phải cẩn trọng câu chuyện mà thị trường bán tương đối mạnh, mặc dù là đáo hạn phái sinh đạp chủ yếu là đạp VN30, tuy nhiên là chúng ta sẽ cũng cần phải cẩn trọng, đúng không? Không phải lao vào mua tỷ trọng nhiều được, đúng không? Những con cổ phiếu nó xác định không đẹp thì chúng ta sẽ không đánh, hoặc là ví dụ một trận mà chúng ta cược, cược bất động sản, cược một vài con cổ phiếu hết kết thúc điều chỉnh cạn cung, đúng không, là nó sẽ chạy tiếp thì chúng ta đánh thôi. Còn nếu như không thành công thì tất nhiên rồi, không thể thua sập được, mà những cái nhịp bún bách hồi lên cảm thấy hồi von yếu thì chúng ta thoát hàng, mua thêm gom thêm và thoát hàng được, chắc chắn yên tâm là chắc chắn là sẽ xử lý được, có lãi. Nó không có chuyện là rơi một mạch xuống được nếu như nó đang manh nha cho mình một trong một cái pha đê, đúng không? Đang manh nha trong một pha đê không vấn đề gì cả. Chốc bot Inhuman hoàn toàn có thể là khỏe thì giữ được vùng này nhé, khỏe thì giữ được vùng này, yếu hơn thì về vùng này, tạo ra IDM xong đi lên. Thì vấn đề câu chuyện đi lên thẳng hay đi lên đến đây tạo ra vùng gom hàng, vùng bay ở đây thì chúng ta sẽ cần chờ. Nếu như thị trường mà không ủng hộ thì chúng ta sẽ chốt lời xanh xanh nhẹ nhẹ ở đây và chúng ta sẽ chờ đánh trong pha E, đúng không? Rất nhiều kịch bản để đánh, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất vẫn là đi vốn trong giai đoạn này nhá, đi vốn cực kỳ quan trọng. Còn một vài những cổ phiếu mà nó chạy nước rút thì thực tế ra là những cái điểm mua nó đã xuất hiện từ trước đó rồi. Đây không phải là những cái điểm mua mới. HHS này, những cổ phiếu như DLG máy tím bình thường, đúng không? HAR báo mọi người này, HAR có thể là tham gia tỷ trọng nhỏ được, tuy nhiên là gì, nó không có giá đẹp thì thôi không đuổi, vẫn view là sẽ tăng tiếp, đúng không? Còn dòng P thì sao? Dòng P thì thực tế ra chúng ta sẽ vẫn cần chờ sóng, và cái TR này chúng ta sẽ cần chờ xác nhận. Bình thường mà PBS mình gom là gom vào 3334.x 35 vẫn ổn, vẫn lãi, chẳng phải sợ, vẫn cầm được. Thực ra nó không quá xấu để mình bán, đúng không? Mặc dù cái chạc của thằng PBS này nhìn rất là chuối, không có đẹp, nhưng, đúng không? Nhìn chạc thì có vẻ không đẹp nhưng rõ ràng cách đánh của nó là như vậy. EIB thì sao? Thực ra cổ phiếu EIB chúng ta sẽ cần quan sát vùng này. Chúng ta có một vùng OB ở đây, đóng lấy thủng qua thì chốt lời toàn bộ, và chúng ta trước đó chúng ta đã chốt lời đây, gom đây, chốt bớt đây, một nửa vị thế thì thủng thằng này mình sẽ bán nhé, thủng thằng này mình sẽ bán, và chúng ta sẽ có một cái vùng TR mới nó nằm đây này, và chúng ta sẽ cần xem là đây là tái phân phối hay tái tích lũy, cũng rất là căng nếu câu chuyện đây là tái phân phối, tại vì một cái von bán tương đối mạnh như vậy thì cái câu chuyện để mà nó đi lên luôn cũng rất là khó. Như vậy là thằng EIB không kỳ vọng nhá, thằng banh không kỳ vọng nó, tại vì đáo hạn tháng này thì không có kéo banh rồi, loanh quanh có thể là không đạp sâu thôi, đúng không? Thì cũng rất là khó kéo. Rồi quay trở lại với sinh và điểm đánh. Rõ ràng là câu chuyện cái biên TR 87 đến 92 là một biên TR phân phối, đúng không? Xác nhận cuối phiên thủng có SOS ở đây. Như vậy là mình sẽ có hai cái vùng mình canh sọt cho ngày mai, đó chính là ATO mà loanh quanh vùng này thì sẽ có cái điểm sọt vùng 8688, đúng không? Điểm sọt tiếp theo chính là vùng vùng 91.93 và dừng toàn bộ lỗ cái nhịp chen sọt này ở vùng 95.8, chính là cái cây cụm này ở trên vùng này, có thể quanh quanh vùng 96, cái vùng OB này. Nhìn chung là cái vùng Flipzone từ 95 97, nếu như mà thị trường mà đánh kéo vượt được qua thì khả năng cao tạo đáy, còn không thì vẫn đóng dưới những vùng này thì vẫn là những vùng mà chúng ta sẽ sọt xuống. Và mục tiêu sẽ về vùng 79 đến vùng 77, 79 nó có thể nó có hồi. Tuy nhiên là gì? Vẫn là vùng cực trị 69, 6x thôi. Và chúng ta quan sát này. Trước đó thì mình có một cụm inside 3 ở vùng 77 đến 79.x, thì đây cũng kỳ vọng một nhịp hồi M3 nhá. Cực trị ở vùng 68 đến 70. Đây chính là những cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể đánh long hồi. Tuy nhiên là gì, nhớ là đánh long hồi counter trend, đánh ngược sóng phải có SL, và khi giá hồi phải chủ động chốt lời. Thì đấy là cách đánh counter trend vẫn có thể chơi được bình thường. Ví dụ M3 có pin 3 hoặc M1 thôi. Có những cây pin 3 ở vùng cầu thì hoàn toàn có thể anh em long ở 88, stop loss vùng 87 x đúng không? Có hơn một điểm cũng vẫn là ăn. Câu chuyện mình ăn lên 5 7 điểm là có. Đổi 1 ăn 5, đổi 2 ăn 5 ăn 10, đổi 3 ăn 10. Chuyện bình thường mà, đúng không? Hoàn toàn chúng ta có thể là trading mà. Trading là câu chuyện mang tính xác suất. Chúng ta không đi ngược sóng, không đi CA, không đánh bố bậy là vẫn thắng thôi. Đó, đúng không? Mà hầu như ngày nào cũng thắng. Rồi, hơi ồn một chút. Hơi ồn một chút nên là chúng ta sẽ kết thúc cái live này sớm thôi. Mình sẽ lên sâu hơn, tại vì ngày mai thì vẫn là một nhịp mà ưu tiên canh hồi để sọt nhá. Và chú ý những vùng này, nếu như ngày mai một phiên big sọt mà thủng cái vùng này thì thôi, bên cơ sở chúng ta sẽ cần được cẩn trọng hơn rất nhiều, và có thể là sau đáo hạn mới là những nhịp mà hồi phục, đúng không? Mới là những cái nhịp hồi phục, nên là chúng ta sẽ cũng phải cần cẩn trọng. Ở giai đoạn này là giai đoạn mà index quay trở lại đà giảm của khung D rồi. Nó xem nó dừng giảm ở đây không thôi. Tuy nhiên về cấu trúc của một vài con cổ phiếu thì những cái nhịp rũ bỏ là chúng ta cần chờ, là lên chờ thì mới chạy được xa được, đúng không? Cũng chẳng sợ đâu. Chúng ta đánh cổ phiếu chứ không đánh index, có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ chọn cổ khỏe chứ không phải là không quan tâm đến vấn đề về index. Chúng ta sẽ chọn cổ khỏe, ví dụ trong những cái nhịp rơi như thế này, rơi từ đây nhưng mà cổ của mình đánh vẫn là cổ xanh lè, đúng không? Làm từ liêm đánh vị thế ở vùng giá làm từ liêm, cái nhịp đó mình đánh từ vùng giá này, đúng không? BAF vẫn nhớ nó, tại nó đi ngược sóng đó. BAF đánh ở đây, đánh khi mà index nó đang là một nhịp đạp mạnh, tại sao mình vẫn đánh được? Tại vì mình chọn cổ, mình đánh tùy từng giai đoạn. Nhìn chung là cứ dòng tiền vào đánh thì không có sợ đâu. Dòng tiền nó có thoát ra đâu mà anh em sợ. HAG thì kể chấp thằng index, mà thằng index càng giảm thì mình càng mong nó đánh về những vùng LPS để mình cho mình lên tàu tiếp tục chứ, đúng không? Còn mong nó đánh về nó còn không đánh. Tất nhiên là trong cái vùng giá này thì cũng chẳng thể mua được, đúng không? Có thể nó tạo một cái nhịp điều chỉnh, nó lên tiếp, sau nó mới có nhịp rũ về đây, xong nó mới kéo. Tuy nhiên là những vùng giá này thì mình không thể nào mua hàng được, cần chờ và chỉ sâu hơn. Và nó không chỉ sâu hơn thì cũng phải chịu thôi, mình có hàng ở trong người thì mình ôm thôi, đúng không? Lãi khoảng tầm hơn 50% rồi, tiếp tục hầu nhá. Rồi điểm đánh ngày mai thì cứ quan tâm ở những cái vùng giá như vậy nhá. Chúng ta sẽ quan tâm vùng cực trị 6669, vùng OBM3, vùng 7779, và mình chờ một cái vùng đi ngang ở phiên sáng, có thể vùng 79 đến vùng 86. Đó. Thì có hai cái vùng LPI short chính là vùng 8688 và vùng 9193. Và lưu ý là cái vùng Flipzone 9597, nếu như không vượt được qua thì lo vẫn là cái nhịp mà short cho đáo hạn thôi. Mà short cho đáo hạn thì thị trường chưa thể lên được, đúng không? Ít nhất nhà cái sẽ đi trụ và đi bành, không thể kéo được. Ngày hôm nay thì Midcap chủ yếu là đạp trụ thôi, kể cả đầu phiên sáng chủ yếu đạp trụ thôi. Thì Midcap có Bentley, có những cổ vẫn xanh vẫn tím bình thường. Nhưng mà thị trường cũng tương đối là khó, đúng không? Tương đối là khó, câu chuyện là khó bật tăng lên mạnh luôn được, và nó sẽ cần phải chờ những cái nhịp mà thủng, sau đó thì cân bằng lại ở những vùng này trước khi mới có nhịp hồi phục hoặc là đảo chiều đi lên, đúng không? Rõ ràng trong giai đoạn này, giai đoạn mà giá đang có những cái cây phân phối, đúng không? Rõ ràng mà chạc có những cái cây phân phối ở đây, mình không thể phủ nhận được, đó là có những cây phân phối hàng ở đây, ít nhất những cổ phiếu như HLG, đúng không? Hay là chúng ta sẽ cùng chờ những cái nhịp như con PDR. Mình sẽ không khẳng định là nó sẽ giảm xuống hay sập xuống, nhưng ít nhất là cái trên vùng này là cái vùng mà chúng ta sẽ sọt hoặc là chúng ta sẽ phải chốt lời ngắn hạn, đúng không? Trước khi nó có thể là tái tích lũy đi lên. Tổ chức khác họ phân phối hàng ở đây. Von to mà giá không tăng, em báo rồi, con BDR này vùng 28 đến 30, von to giá không tăng là mọi người phải lên cẩn trọng. Và ít nhất là ví dụ có những nhịp spring chúng ta sẽ canh ở đây. Đó thì đây là những địa điểm mà sẽ canh con PDR nhá. Ở vùng giá 23.x đi lên thì có thể là tái tích lũy đi lên, đúng không? Thì ví dụ là tổ chức, có những tổ chức họ bán hàng hoặc là tay to họ cũng chốt lời đấy. Tuy nhiên là tạo lập thì họ lại không cho là vậy và họ tiếp tục gom ở đây. Tạo lập thì họ gom, có nhiều tay to họ chốt đây và họ đang hấp thụ lượng cung, đúng không? Thì hoàn toàn có kịch bản là gì, spring đi lên như này. Thì những con cổ phiếu này thì ít nhất là khi mà về đây chúng ta đánh T cộng đã, tôi không cần biết là nó sập xuống đây hay là đi lên tiếp mạnh, nhưng mà chắc chắn ở đây chúng tôi đánh T cộng được đã, đúng không? Thì spring thì có thể quan sát cái vùng giá 23.x nhá, quanh vùng 23.x cho con VDR này. Còn loanh quanh vùng này chơi được không? Thực tế là gì? Ở những nhịp này anh em có thể chơi, nhưng mà nhịp này thì mình lên hạn chế, đúng không? Rõ ràng khi mà tạo ra thanh khoản như vậy thì chúng ta sẽ cần chờ nó kin hoặc là những cây rút chân như thế này thì mới chơi được. Rồi, chi tiết điểm đánh sẽ có trong phiên mai. Và lưu ý nhé, đối với vị thế mà đánh counter trend hoặc là chúng ta ôm được dài hay không, chúng ta sẽ có những cái phương pháp đánh. Ví dụ khi mà mọi người đánh một lệnh sell đỉnh hoặc là bắt đỉnh bắt đáy, khi mà giá nó chạy khoảng 4 đến 6 điểm hoặc 5 điểm, mọi người có thể để là ra vốn, hoặc là khi chạy 8 điểm, đúng không? Thì có thể chốt một lượt vị thế. Phái sinh mà chạy 8 điểm thì tương đối nhiều đấy, đúng không? Nếu như câu chuyện chúng ta đánh cả margin mà chạy 8 điểm cũng được 10% chứ ít đâu. Không có dễ dàng kiếm điểm trên thị trường này đâu, mà 8 điểm mà không chốt thì chịu thôi, đúng không? 8 điểm mà không biết cách quản lý vốn thì cũng chịu thôi. Đó thì câu chuyện chúng ta để SL tối đa ở zoom trend cũng chỉ 3 điểm thôi, quanh 3 điểm. Còn scalp đôi khi chỉ cần 1 điểm, 2 điểm gọi là lới cho, chứ còn nếu như mọi người đánh đúng cấu trúc hoặc là đánh bóp SL thì nó cũng không đến đâu. Ví dụ bóp SL thì chúng ta short ở vùng 96x và stop loss ở vùng 98, short ở vùng 95x chẳng hạn, SL vùng 96.8, chưa đến có điểm, chưa đến 1 điểm. Đó, có những cái vùng chưa đến 1 điểm. Đây là câu chuyện là nếu như mà nó quét thì nó sẽ phải sập, nó đi ngược cái xu hướng của mình rồi, nên là đánh nó phải có SL. Có nhiều người mà đánh không SL bảo nó cái ông này ông đang sọt vị thế mà rơi sọt mà ông đi cho long ở cái vùng 87 này, nhưng mà xin lỗi là tôi long ở đấy, tôi chốt lời trên này rồi. Còn cuối phiên nó mới xác nhận cho mình một cái nhịp mà sai quy lịt thì rõ ràng cuối phiên thì mình mới sọt được. Còn ở đây thì chúng ta sẽ phải chốt lời long ở đây, đúng không? Tại vì khi mà trước đó nó có một vùng bay ở đây thì rất có thể là gì, tái phân phối. Tại sao ở đây nó đỡ được thì chúng ta phải chốt lời bớt ở đây, tại vì nó test cạnh trên nó không vượt, nó có mỗi thế thôi, có gì đâu. Có SC này, có AR này, có ST này, có UTAD này, có test này, rơi này, thì câu chuyện là nếu như ông long lên ông phải chốt lời tại khi điểm test, đúng không? Tại vì nếu như cuối phiên nó kin được thằng này, nó kéo bất ngờ, nó kéo đẩy phiên bất ngờ kéo, đúng không? Thì ăn long. Còn không thì cuối phiên mà nó lại quay trở lại, nó kin cái thằng nó tạo biến bà đây thì ông phải thoát hàng ra làm gì nữa, đúng không? Cuối phiên mà lực bán mạnh, có thằng Tây nó bán như vậy, nước ngoài nó bán như phá mã như vậy, thì phải sọt hoặc là ít nhất phải thoát vị thế long ở đây ra, bình thường mà, đúng không? Nhưng mà cái điểm này thì làm sao mà đi FOMO long được, thấy nó tăng mạnh như thế đấy. Nhưng mà khổ lỗi là chúng ta long ở đây, chúng ta không long ở trên vùng này, nên là làm sao thua được, đúng không? Rồi, ok, nghỉ đây nhá, hôm nay ổn quá.